Chào các bác nhé, đây là cái cối xay của thằng Osaka các bác này. Đây là đá viên các bác nhé. Đá viên, đá là một cái loại siêu rắn luôn. Đá viên như này. Đấy, em sẽ cho đá viên này em xay cho các bác xem nhé. Để các bác biết chất lượng của cái con máy này nó khủng khiếp thế nào. Đấy, các bác cho vào cho em này. Sau đó thì mình đậy nắp lại này. Đấy, đậy nắp lại. Con này nó dòng cối ngược như này cho nên là dùng nó rất là ok các bác nhé. Dùng rất là ok. Đó, đây. Em xay đá viên cho các bác xem. Đây các bác nhé. Đá viên nhé. Các bác thấy không? Tiếng này, đá viên này. Đó. Đây số hotline của bên em đây. Các bác có thể liên hệ số tài khoản ngân hàng này. Đây. Đây các bác nhá. Đó, em sẽ xay cho các bác xem luôn. Rồi các bác quan sát đây nhá, viên đá đây này, em tháo ra cho các bác xem lại này. Đấy, không các bác lại bảo là đây. Đây đá viên đây nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Toàn viên đá to tổ bố luôn này các bác này. Đấy, đá viên đây này. Đấy, viên đá rất là to luôn, lọc cọc tất cả. Đấy các bác nghe tiếng nhá, rồi em sẽ xay test cho các bác xem này. Đây. Đấy, em đặt máy cho em xay nhá. Các bác nhìn quan sát nhá. Đó, đây. Và thấy cái bộ khủng khiếp của con máy này như nào đấy nhá. Đó. Đây. Đấy. Đá viên nó chém hết luôn các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Để cả đá viên cũng sơi hết luôn. Đây các bác này. Đó. Đây, đấy các bác xem thành phẩm đây, đá viên đây. Đấy các bác thấy chưa? Này, đá viên này tan hết ra luôn nhá. Đây. Đây các bác thấy không? Này. Đó, đây các bác nhá. Khủng khiếp chưa? Xay đá ok các bác nhá. Này, xay đá này các bác này. Đó. Đây. Các bác không tin vào mắt mình luôn đúng không? Đây. Đây, cối xay đây các bác này, đá đây. Thành tuyết luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Rất khủng khiếp các bác này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Đấy, từ cái viên đá như thế mà em xay ra như này. Cối không hề hấn gì các bác nhá. Rất ngon lành luôn, không hề hấn gì luôn. Đấy, đá nó bốc hơi các bác này. Đây. Các bác không tin vào mắt mình đúng không? Này. Đấy, đá viên này này. Đấy, đá nó ra như này này. Đây các bác nhá. Đó. Đá tan chảy ra luôn, cối kia các thứ vẫn ngon lành các bác nhá. Đấy, máy miếc rất ngon lành luôn. Đó. Thì vừa rồi em vừa review cho các bác cái con máy xay sinh tố. Gọi là máy xay thịt cá đấy, máy xay sinh tố Osaka các bác nhá. Đây, Osaka bên em đang gửi tới các bác con máy này là đi 220k. Máy xay Osaka Japan các bác này, máy xay của Nhật 220k bao ship. Con này của nó thì nó sử dụng điện của nó là đi 350W các bác nhá. 350W này. Kích thước của nó là 123 x 123 x với lại 233. Dài rộng và cao quá nhá, dài rộng và cao. Đó, ba công suất của nó là 350W. Hàng của Osaka Japan của Nhật các bác nhá. Đó, đây. Technology by Japan này các bác này. Đó, Osaka. Một con này thì khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên hộp như này. Đấy, nó sử dụng điện 220 các nhá. Sử dụng điện 220. Đây, đấy, khi các bác nhận được hàng, hàng nguyên đai nguyên kiện đựng trong hộp như này các bác nhá. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện đựng trong hộp như này. Siêu chất lượng luôn. Đấy. Một con máy xay như này của thương hiệu Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng siêu chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Tất cả những cái hệ những cái trục này của nó đều là hàng trục nó gọi là trục lục giác hết các bác nhá. Đấy. Cánh quạt thì cánh của cái lưỡi này thì cực kỳ là thép của nó là thép siêu rắn luôn. Đấy các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, nó sử dụng điện 220 bình thường, dung tích của nó là 700 mm. Đấy, 700 mm các bác này. Đấy, Osaka Japan đây. Đấy, dung tích của nó là 700 mm. Thiết kế kiểu dáng thì cực kỳ là đẹp luôn, trang nhã lịch sự. Sử dụng thì cực kỳ là ngon lành và chất luôn đây các bác nhá. Đó đây. Đấy, em đã xay thử cho bác xem mà. Đây, đá nó tan ra đây các bác này. Đấy, bây giờ là đá nó tan nước ra như này này. Đó đây. Đá nó tan vụn hết này luôn các bác này. Đó đây. Tan hết này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, đá xay vụn đá ra luôn. Rất chất luôn các bác nhá. Đấy, xay những cục đá to như thế mà cối của nó không có hề hấn gì. Rất là ngon lành luôn. Hệ trục của nó là trục lục giác hết. Đấy, một con máy xay như này, bên em đang gửi tới các bác cái giá là đi 220k bao ship tới tận nhà cho các bác nhá. Một con máy xay giá cực kỳ là bình dân luôn. Đó, 220k bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đó, giá rẻ bất ngờ quá nhá. Đây, số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ. Các bác lên mã giúp cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố 220k. Đây, Osaka Japan. Đấy, con này nó sử dụng điện 220 bình thường các bác nhá. Đó. Thì đây các bác lên cho em là máy xay sinh tố các bác nhá. Đó, máy xay sinh tố này. Đó, máy xay sinh tố xay thịt cá đấy. Em gọi là máy xay sinh tố cho nó tiện, xay thịt cá. Điện là của nó là điện 220 hàng Nhật xuất các bác nhá. Điện 220V hàng Nhật xuất các bác nhá. Hàng Nhật, sản xuất tại Nhật nhưng mà nó xuất đi các nước cho nên nó sử dụng điện 220 hàng Nhật xuất, và bên em đang bán với giá là 220k và bao ship con máy xay này các bác nhá. Đó, hàng siêu chất luôn, 220k bao ship. Lên theo là máy xay sinh tố 220k bao ship các bác nhá. Máy xay của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Osaka Japan đây. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên với quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô nồi chảo của Đức các bác này, nồi chảo của Đức đây. Đấy, hàng siêu chắc chắn và dày dẫn luôn. Đấy, một bộ như này các bác nhá. Bộ nồi chảo của Đức này cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn, em sẽ lên để gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhá.
Các bác lên mã giúp cho em là bộ nồi Đức các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 880k, bao ship 6 món các bác nhá. Bộ nồi Đức 6 món này. Đó. Đây, 6 món các bác nhá. Đó, 6 món. Bao gồm là 4 cái xoong, 5 cái xoong và một cái chảo đó. Chảo có vung đàng hoàng các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Bộ nồi đến từ thị trường Đức các bác nhá. Đến từ thị trường Đức. Đây, các bác quan sát này. Đây, Germany đi các bác này. Đó, Germany đây. Đấy thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để cho các bác tham khảo các bác nhá. Đó. Đầu tiên thì em sẽ đi từ nhỏ đến to. Đầu tiên cái con này thì dung tích của nó là đi 2 lít các bạn này. Dung tích của nó 2 lít. Hàng này của nó là đế, là đế 5 lớp, cực kỳ dày dẫn luôn. Hàng này của nó là hàng của Đức các bạn nhá. Đế cực dày dẫn luôn và đế của nó là 5 lớp con này. Đế 5 lớp, con này thì đun được tất cả các loại bếp luôn. Gọi là đế 5 lớp các bạn nhá. Đế 5 lớp. Đây. Bếp halogen, bếp hồng ngoại rồi bếp từ, bếp ga, nói chung là tất cả các loại bếp luôn. Đó, con này dung tích của nó là 2 lít. Nắp của nó là nắp kính các bác nhá. 2 lít này. Đó, 2 lít. Tiếp theo là con quai này. Con quai này thì các bác để nấu lẩu nấu liếc cũng được. Nấu nồi phở với phiếc cũng rất là tiện. Thì khi buổi sáng các bác có nấu phở ấy, 2 3 bát phở thì các bác cầm này các bác rót luôn. Khỏi phải môi múc mất công. Đây, rót ra này xong các bác nhá. Đấy, hoặc là ngúi cháo ngúi bột nói chung rất ok. Đấy, các thứ nhá, rất là đẹp luôn. Thì con này cũng 2 lít các bác nhá, cũng 2 lít luôn. Đó, rất đẹp. Tiếp theo là đến con số 3 này. Con số 3 thì con này là đi dung tích của nó là đi đấy, con số 3 này, con này rất đẹp luôn. Con này thì dung tích của nó là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, đấy, dung tích của nó là 3 lít này. Vùng của nó rất dày dẫn chắc chắn, quai kiếc rất dày. Nói chung là bộ nồi này thì không chê vào đâu được. Giá thì chỉ có 880.000. Các bác mua bây giờ một cái nồi vớ vẩn bây giờ cũng đã vài trăm rồi. Đấy mà một cái bộ nồi đến từ thị trường Đức như này. Đó, giá chỉ có 880k, quá rẻ luôn các nhá. Đó, 880k bộ nồi Đức. Bộ này các bác lấy thì phải cọc trước cho nhà em là 100k các nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái bộ cái món thứ ba này. Món thứ ba đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó là đi dung tích của nó là 3 lít. Dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó là 4 lít các này. Đó, dung tích của nó là 4 lít. Đít cực kỳ là dày luôn các nhá. Đấy, đít cực dày, mình nó cũng rất là dày luôn các nhá. Đó, đây, đây. Nó có dập logo của hãng này, này các bác nhá. Đấy, đến từ thị trường Đức các nhá. Rất đẹp luôn, siêu đẹp và dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, con này của nó là 4 lít các nhá. Đấy. Hai con 2 lít, con này là 3 này. Con này là 4 lít này. Đó, con này 4 lít này. Tiếp theo là đến một con to đại khổ lồ đây, con đại khổ lồ đây. Con này thì dung tích của nó là 6 lít các nhá. Đó, 6 lít. Đấy, con này là mấy đây? 6 hay 5 đây. Đấy, con này dung tích của nó là 5 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của con này là con khổng lồ nhất, con này là 5 lít các bác nhá. Đấy, hàng siêu đẹp luôn, các bác thấy không? Sáng bóng rất tuyệt vời luôn này các bác này. Đít 5 đế 5 lớp này. Cực kỳ dày luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu này là các bác đã thấy cái độ om của nó, độ dày của nó rồi. Rất đẹp. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là đi 880k. Đó, tiếp theo đến cái món thứ 6 này là một cái chảo này. Chảo này là chảo chống dính trắng đá các bác nhá. Đó, chảo chống dính trắng đá. Đấy, của nó có vung luôn, có vung thì rất là tiện. Một cái chảo mà có vung thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, ăn nhau là cái chảo này nó có vung thì nó tuyệt vời hơn. Đây các bác này. Đó, đế của nó đây, đế của nó rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, đế của nó rất dày dẫn chắc chắn này các bác này. Đó, đây. Các bác nhá. Đó, rất dày dẫn chắc chắn luôn, logo của hãng dập chìm hết các bác nhá. Rất chắc chắn luôn. Chảo trắng đá chống dính các bác nhá. Chảo trắng đá chống dính. Đấy, bên ngoài là inox. Bên trong của nó là có phủ cái lớp tráng đá chống dính các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 880k một bộ nồi như này. Một bộ nồi đây bao gồm 6 món này. Các bác lên cho em là bộ nồi 6 món này. Bộ nồi Đức 6 món 880k bao ship. Các bác phải cọc trước cho bên em 100k các bác nhá. Đó, riêng cái hàng này thì các bác phải cọc trước thì bên em mới đi hàng. Các bác thông cảm cho em. Tại vì cái hàng này nó rất là dễ vỡ, nó cồng kềnh. Mà bây giờ gửi đến các bác không lấy là bom hàng bên em là dở hơi. Đấy, cho nên các bác thông cảm cho em là đây, một bộ 6 món như này, bao gồm là hai cái xoong 2 lít, một cái xoong 3 lít, một cái 4 lít, một cái 5 lít và một cái chảo. Con chảo này của nó chắc khoảng tầm 3 lít nữa các bác nhá. Đấy, nói chung là siêu chất lượng luôn để gửi tới các bác. Sản phẩm tiếp theo em lên quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô nồi chiên không dầu các bác nhá. Hàng rất đẹp luôn đấy các bác này. Đó. Bên em đang có hai màu, màu đen và màu xanh. Đó, màu đen và màu xanh. Lô chiên không dầu, hàng siêu đẹp đấy các bác nhá. Đó, đây các bác quan sát đây. Đấy, đây. Một cái nồi không dầu đẹp như này. Đó. Bên em bán với cái giá là 700k và bao ship các nhá. 700k một con nồi không dầu này và bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây là cái khay của nó để các bác hấp này. Đấy. Hấp thì các bác hấp thì nó sẽ rơi nước vào đây. Đấy, và sẽ cho tay vào đây, ví dụ các bác cho ít lạc vào đây xong vẩy ít mỡ vào. Hoặc là các bác dán nem xong các bác đưa vào đây các bác chiên lên. Đấy, cho cái nem nó giòn và nó đẩy được hết cái lượng mỡ thừa đi các bác nhá. Đó. Ở đây thì nó có cái nút là điều chỉnh là đi
ghi đi thời gian và nhiệt độ các bác nhá, thời gian và nhiệt độ. Đấy, hàng của hãng này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Camel của Nhật này các bác nhá, của thương hiệu Camel của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhá. Công suất của nó là 1500W này, quạt xay 360 độ này. Các bác dùng để chiên để nướng rất là ok luôn. Các bác, hàng rất đẹp luôn. Đấy. Đây. Mã sản phẩm các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, 7 lít này. Đây các bác nhá. Nó chiều cao của nó là 330 x 365 này. Đấy, 7 lít này, 1500W này. Con này là hàng Nhật xuất nên sử dụng điện 220 bình thường các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Nồi chiên không dầu các bác nhá. Đây, của thương hiệu Camel này các bác này. Đó, của thương hiệu Camel đây. Đấy, thương hiệu Camel này các bác nhá. Đó, đây nó có các cái chế độ các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh ở trên này. Rất tiện luôn đây các bác nhá. Rất dày dặn chắc chắn. Thì con nồi chiên không dầu này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 700k bao ship các nhá, 700k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên cho quý bác trong ngày hôm nay, đó là bên em tiếp tục về cái lô thắt gọi là cá sấu xanh không nhá. Các bác gọi cho em là cá sấu xanh. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt. Đó. Đây các bác lên cho em là thắt lưng đây con này là gọi là cá sấu xanh không nhá. Các bác lên cho em là cá sấu xanh. Đấy. Cá sấu xanh. Vâng nhá, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k bao ship cô nhá. 300k bao ship, một cặp như này. Bao gồm là một thắt lưng và một ví da. Một thắt lưng một ví da con này. Đây, vâng nhá. Đó đây, thắt lưng của nó này. Đây, mặt của nó đây. Mặt của nó còn nguyên đai nguyên kiện như này. Hình con cá sấu rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chấm hết luôn. Và đây là cái dây lưng của nó đây. Dây lưng của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó. Chất da thì mềm mại các nhá. Chất da thì mềm mại. Một cong thì một con thì một cái thì nó là làm da bóng, một cái nó làm da trơn. Đây, con thắt lưng này thì nó làm da bóng các bác nhá. Đây, ở đây có cái khuy này các bác chỉ cần lật lên, đút nó vào là xong. Đấy, màu rất là nhã nhặn và đẹp luôn. Màu đen truyền thống các bác này. Màu đen truyền thống đây, mặt của nó này. Sần dùi da cá sấu rất là đẹp luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác. Đây, các bác nhá. Đó. Con này là con thắt lưng da cá sấu đấy các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Chốt cửa, chốt cửa. Thắt lưng da cá sấu đây. Đó. Thắt lưng da cá sấu rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn, chất da cực kỳ là mềm, khâu các bác nhá. Con này của nó thì thuộc dòng nó là dòng khuy các bác nhá. Đây, dòng khuy như này các bác này. Đó, dòng khuy như này. Khuy ăn lẫy này các bác này. Đấy, thành tạch này rất là ngon luôn. Các bác nhả ra thì chỉ cần ấn này là sẽ nhả ra thôi. Rất là tiện các bác nhá. Đó, thành tạch này luôn, rất tiện. Tiếp theo là đến cái con ví đây. Con ví thì nó cũng là ví da cá sấu luôn các bác nhá. Ví da cá sấu luôn. Con thắt lưng thì nó làm bóng, con ví này thì nó lại làm là ví mờ các bác nhá. Ví mờ. Đây các bác nhá. Đó. Chất liệu là da cá sấu tự nhiên các bác này, rất đẹp luôn. Đó, nó làm theo kiểu nhám mờ các bác nhá, nhám mờ đây. Đấy, da cá sấu rất đẹp luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ của nó độ hoàn thiện, độ sắc nét thì khỏi phải chê luôn. Đó. Một cặp như này, đây, da cá sấu này các bác này, nó da cá sấu tự nhiên các bác nhá, rất đẹp luôn. Một cặp như này. Đấy, bao gồm là một thắt lưng, một ví da, đựng trong một cái hộp rất là xịn sò như này. Giá bên em đang gửi tới các bác chỉ có 300k bao ship các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là cá sấu xanh các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em. Cá sấu xanh, bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k bao ship bộ cá sấu xanh này các bác nhá. Cá sấu xanh 300k bao ship. Tiếp theo là em lên cho các bác cái bình nhiệt của Đức các bác. Đấy, bình nhiệt của Đức hay bên em còn gọi là Fick Đức đây. Đấy, hàng Germany các bác này. Made in Germany đây. Đấy, Fick của Đức các bác nhá. Made in Germany đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k bao ship các bác nhá. Đó, 250k bao ship. Thì bên em thanh lý cho các bác còn 230k. 230k bao ship. Các bác lên mã cho em là Fick Đức này. Cái này làm nắp luôn. Đó, cái này thì các bác có thể làm nắp này. Đây, cái này làm nắp này. Còn cái này thì các bác có thể là đây, đấy xoáy ra các bác nhá. Có quai đeo bên, có dây đeo bên trong luôn các bác nhá. Có cả dây đeo. Nắp của nó đây các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Các bác lên mã cho em là Fick Đức các bác nhá. Đó, Fick Đức. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là đi 230k. Các bác lên mã giúp cho em là Fick Đức các bác nhá. Fick Đức 230k đây. Made in Germany các bác này. Đó, made in Germany của hãng cái gì Elite Beer đây các bác này. Đó, Elite Beer hình con gấu hay là con gì này. Đó. Con này thì cả nóng cả lạnh luôn. Hot and cool này các bác này. Hot and cool và nóng cả lạnh luôn. Made in Germany các bác nhá. Đó. 230k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái nồi lẩu các bác nhá. Nồi lẩu đây. Đấy. Một cái con nồi lẩu như này thì bên em đang gửi tới cái giá các bác cái giá cực kỳ là bình dân luôn các bác nhá. Đó. Đây. Một con nồi lẩu rất là ngon như này. Đấy, giá thì lại rất là rẻ các bác này. Đó, các bác lên mã giúp cho em là nồi lẩu thương hiệu Osaka các bác nhá. À, thương hiệu Osaka đúng không? Của Osaka cùng với hãng kia luôn. Đấy, Osaka Made in Japan này. Nồi lẩu bên em đang gửi tới các bác với giá là 450k bao ship. Đó. Thì hôm nay bên em sẽ xả kho. Đấy, em còn hai cái nữa xả kho thanh lý cho các bác với giá là 430k nhá. 430k và vẫn bao ship coi nhá. Các bác lên mã cho em là nồi lẩu 430k bao ship, nồi lẩu Osaka. Đây, thì sản phẩm của nó đầu tiên là có một cái con khay như này. Đấy, hàng của nó là hàng chuẩn Nhật các bác nhá. Đây, Made in Japan này các bác này, Osaka Made in Japan này.
của nó là hàng Nhật xuất cho nên nó sử dụng điện 220 made in Japan này con này. Đó các bác quan sát nhá. Đây, cả cái đít của nó cũng dập chữ của nhà thết này các bác nhá. Osaka made in Japan này con này. Đó, con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Bán nhiều năm nay nữa rồi các bác nhá. Dùng cực kỳ là bền bỉ, cực kỳ là khỏe và nhanh sôi các bác nhá. Đấy, Osaka made in Japan các bác nhá. Dùng điện 220 bình thường các bác nhá. Đó. Con này nó sử dụng điện 220 các bác nhá. Điện 220 Nhật xuất các bác nhá. Đó, Nhật xuất này. Nhật xuất này, đó, tất cả hàng Nhật xuất thì nó đều dùng điện 220 hết. Điện của nó là 220V các nhá, 220V. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên em đang bán là 450.000, thành lý cho các bác 430k. Đấy, cái khay này để các bác dùng để hấp các này, hấp. Đó, hấp thì các bác cho cá cho thịt vào đây hấp này, các nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Có thể điều chỉnh nhiệt độ này. Đó, hàng chuẩn Nhật các nhá, made in Japan luôn. Rất chất lượng luôn, hàng made in Japan chuẩn Nhật luôn các bác này. Đó, đây, made in Japan này các bác này. Đó, chữ made in Japan nó in trực tiếp trên đế chảo này luôn các bác nhá. Đó, Osaka made in Japan này các bác này. Đó, các bác có thể nhận hàng kiểm tra, test đun nước sôi đàng hoàng, sau đó thanh toán. Các bác đun nước sôi cho em nhá. Đó. 450k, thanh lý còn 430k. Đây. Thương hiệu Osaka này các bác này. Đây cái vỏ hộp của đây. Osaka này, toàn chữ Nhật không hết các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, đây. Cái thông số của nó đây này. Hàng Nhật xuất các bác nhá. Đó, mã tem mã vạch đàng hoàng con này. Đó, Osaka này. Chiên nướng thịt được hết các bác này. Công suất của nó là 3,5 lít này. Sử dụng điện 220 này. Đấy, công suất của nó là đi dung tích là 3,5 lít còn điện của nó là 1360W các nhá. Đấy, hàng tem mã vạch đàng hoàng. Các bác nhận được hàng như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lõi lọc nước các bác này. Lõi lọc nước thì đây. Bên em về lô này em về chỉ được cái lõi số 1 thôi, hàng của thương hiệu Carofi các nhá. Lõi lọc nước của Carofi. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi con lõi lọc nước này là đi 70k một lõi các nhá. 70k một lõi như này. Ba lõi thì bên em sẽ bao ship. Đây là lõi số 1, hàng của hãng mã tem mã vạch đàng hoàng, nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Hàng của hãng, còn các bác mua hàng trôi nổi bên ngoài thì em không biết được đâu. Tiêu chuẩn ISO ấy đàng hoàng, lọc nước này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác con lõi lọc nước là 70k một cái. Nhà nào có bác có máy lọc nước là sử dụng được hết, nó phổ thông các bác nhá. Đấy, lõi của Carofi thì quá chuẩn rồi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay thì em lên cho bác cái mã đó là con chảo của Hàn Quốc này. Đấy, chảo Hàn Quốc, con này thì vừa chống dính và vừa có nắp luôn. Nó cũng giống như con chảo Đức kia. Đấy, con này thì dung tích của nó, miệng của nó là 32cm. Đây, đấy, các bác lên mã giúp cho em là chảo Hàn Quốc hoặc chảo cô gái các bác này. Đó, đây, vỏ hộp của nó đây các bác nhá. Toàn chữ Hàn hết các bác nhá. Đó, toàn chữ Hàn hết, rất chất lượng luôn. Các bác lên mã giúp cho em là chảo Hàn Quốc các bác này. Đó, đây, nắp đậy của nó đây các bác nhá. Đây, đây còn toàn chữ Hàn này các bác này. Chữ Hàn ở cán này này các bác nhá. Con chảo Hàn Quốc này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 250k và vẫn bao ship các bác nhá. 250k bao ship. Đó, rất chất lượng luôn, hàng rất là đẹp. Đường kính của nó là 32cm, chảo này là 32cm các bác nhá, rất chất lượng luôn. Các bác lên mã giúp cho em là chảo Hàn Quốc, đường kính 32cm, chiều sâu của nó thì vào khoảng 10cm. Tráng đá các bác nhá, tráng đá hết, chống dính cực siêu tốt luôn. Rất dày dặn chắc chắn, có nắp để cho các bác sử dụng, có nắp sử dụng luôn. Đấy, để chiên xào nấu không sợ dán, không sợ bị bắn ra ngoài. Đó là ưu điểm có nắp luôn các bác nhá. Quay nắp và quay này rất là chắc chắn các bác này. Những chảo Hàn Quốc như này, 250k, bao ship, hàng về giá tốt, thành lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo lên cho bác đó là cái con máy sấy giày của thương hiệu Panasonic này. Đó, máy sấy giày của thương hiệu Panasonic, hàng made in Japan này. Khi các bác cho ra cho vào thì ấn cái lẫy ở tay này cho em. Đấy, để tránh việc bị gãy này. Đấy. Cho ra cho vào thì ngay đây. Đấy. Con này các bác sử dụng điện 220 bình thường. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày đây, rất là đẹp luôn. Đó. Máy sấy giày. Đó. Đây các bác nhá, máy sấy giày của thương hiệu Panasonic các bác này. Panasonic đây, made in Japan này. Đó. Hàng siêu đẹp luôn. Công suất của nó thì nó vào là đi đây, hàng của nó toàn chữ Nhật hết các bạn này. Đó, toàn chữ Nhật hết luôn. Con này thì công suất của nó là chắc là rồi, con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k nhá. 300k con này. Đấy, 300k con này. Công suất của nó là đi 200W các bác nhá, 200W. Đấy, nó có cả hiện giờ luôn. Hiện giờ như này các bác nhá. Đấy, các bác cứ hiện giờ là xong. Đấy, 300k. Các bác lên cho em là máy sấy giày 300k bao ship các bác nhá. Đó, 300k và bao ship luôn các bác nhá. Đó, máy sấy giày Panasonic 300k bao ship các bác nhá. Đó, 300k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lô đó là cái bơm của Nhật con này, bơm của Nhật đây. Thì bên em cũng mới về được một cái lô bơm Nhật rất là đẹp luôn. Đó. Bơm dòng bơm 2T của thương hiệu Tozama. Bên em đang bán với cái giá là đi 350.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Một con bơm 2T như này, Tozama made in Japan này. Đó, Tozama made in Japan này. Đấy, thanh lý cho bác với cái giá cực kỳ tốt luôn, Tozama Japan này. Đấy, bơm 2T, có cổng kết nối đàng hoàng, có đồng hồ báo nhá. Thanh lý cho bác 290k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là bơm 2T 290k bao ship. Rồi, sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành quý cô bác.